Sao tốt chiếu mệnh, ba con giáp được thần tài sướng tên, bất ngờ trúng quả đậm trong 3 tháng tới. Xin chào quý anh chị và các bạn, rất vui mừng chúng ta lại được gặp nhau trong những video tiếp theo trên kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn lời kính chúc sức khỏe, chúc quý anh chị thành công trong cuộc sống. Quý vị thân mến, sách Tử Vi dự báo về cái vận số 3 con giáp phát tài liên miên, vận may đỏ chót liên tiếp trong cái 3 tháng tới. Vậy thì họ là ai? Và bây giờ xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với những con giáp may mắn này. Thứ nhất, đấy là tuổi Hợi. Trời sinh những người tuổi Hợi vốn hiền lành, nhân hậu nên xung quanh được nhiều người yêu mến. Không như những con giáp khác, tuổi Hợi không quá tham vọng vật chất nhưng họ lại được trời ban cho nhiều phú quý. Cuộc sống tuổi Hợi tuy bình yên nhưng họ luôn bắt được những cái cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống viên mãn, sung túc. Tử vi học có nói trong 3 tháng tới thì cuộc sống tuổi Hợi có nhiều thay đổi tích cực. Cụ thể trong vòng 3 tháng tới thì tuổi Hợi sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, bất kể là làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Càng đầu tư kinh doanh càng sinh lời, cuộc sống những năm tháng sau này vừa êm ấm về tình cảm, vừa đầy đủ về vật chất. Nhìn chung là hậu vận tuổi Hợi luôn suôn sẻ và viên mãn hơn những con giáp khác. Và tuổi thứ hai, đấy là tuổi Thân. Trời sinh những người tuổi Thân hiền lành, chịu thương chịu khó, không ngại gian khổ và luôn nỗ lực phấn đấu để gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Không như những con giáp khác, tuổi Thân biết mình đang ở cái vị trí nào, họ muốn nhận lại những gì mình xứng đáng nhận và họ cũng biết rằng nếu như không cố gắng thì không cách nào thành công. Và tử vi học có nói là trong cái năm Canh Tí này, cuộc sống người tuổi Thân sẽ bước lên cái tầm cao mới, đặc biệt là trong vòng 3 tháng tới. Tuổi Thân sẽ gặp được nhiều may mắn, họ không những được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ nồng hậu. Trong cái năm này, bất kể là làm việc gì cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Vì vậy mà nếu như nắm bắt được cái cơ hội tốt thì cuộc sống sẽ mang đến một cái trang mới. Cuối năm này, tuổi Thân nếu muốn đổi đời thì phải cẩn trọng phát huy cái thế mạnh của mình. Bạn sẽ được quý nhân phù trợ, một bước thăng hoa không ai sánh bằng. Và con giáp thứ ba trong cái top 3 con giáp may mắn trong 3 tháng tới nữa, đấy là tuổi Tỵ. Trời sinh những người tuổi Tỵ thông minh, tài giỏi, luôn biết tận dụng cái cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Người tuổi Tỵ thường gặt hái được nhiều thành công vào cái giai đoạn tiền vận. Họ không những có cái công việc ổn định mà còn kiếm được nhiều tiền khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Và tử vi học có nói là trong cái năm Canh Tí 2020 này, cuộc sống tuổi Tỵ sẽ có nhiều cái cải thiện tích cực. Đặc biệt là trong vòng 3 tháng tới, tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều may mắn, những cái khó khăn còn tồn đọng sẽ được giải quyết. Trong cái năm nay thì tuổi Tỵ không chắc chắn sẽ thành công viên mãn nhưng ít nhất mọi thứ đang dần chuyển biến tích cực, sự nghiệp cũng có cái hướng phát triển mới. Tài vận cũng ngày một dồi dào, nếu như may mắn hơn thì cuối năm tuổi Tỵ sẽ gặp được quý nhân, sẽ được tạo điều kiện để thăng hoa rực rỡ. Vâng, quý anh chị thân mến, trên đây đấy là 3 con giáp được thần tài sướng tên, bất ngờ chúng quả đậm trong 3 tháng tới. Và theo sách tử vi thì trong 3 tháng tới này sẽ có 3 con giáp phát tài liên miên, vận may đỏ chót vót và liên tiếp trong 3 tháng tới này. Và chúng ta cũng đã biết được đó là những con giáp nào. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn, thắc mắc hay là muốn tư vấn riêng về tuổi của mình thì quý anh chị hãy vui lòng ghi rõ rồi để lại những lời bình luận bên dưới của video. Và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Lê Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất, hay nhất từ ban biên tập. Cuối cùng xin chúc quý vị sẽ có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.